cội đầu trong chuỗi sự kiện nạp lại năng lượng kiểu. Riết nhiều cái thấy mệt ghê vậy, bởi vậy nhiều lúc bất mãn không muốn nói luôn. Có chuyện gì vậy mọi người? Trời ơi, chuyện gì vậy? Chỉ cần im lặng là nói lên tất cả. Im lặng chứng tỏ sự cao sang, quyền quý. Im lặng chứng tỏ khôn ngoan, bản lĩnh. Còn cứ la, cứ nói, cứ giải thích được cái gì, chỉ chứng tỏ là mình là kẻ ngu xuẩn, ngu ngốc, thiếu suy nghĩ. Tranh luận cái lũ ngu quá, chẳng khác nào mình ngu hơn nó mà. Thank you.